Hồi nãy anh Vinh anh live stream một chuyến về rồi. Tại vì nãy không có ở đây chứ nên không live, giờ mới live. Chuyến này chuyến 8:30 nữa. Bao đã bao phê Tùng ơi. Hồ trong Samuel á Châu. Hồ mà anh Thầu nuôi cá bữa nhờ. Ở nhà chạy taxi coi. Vô đây rửa chén cực lắm, nắng lắm, đen hết da. Đừng có ham quá nó vẩy vô người á. Sáng mai không biết quy tụ được bao nhiêu anh em cần thủ vào đây để lên cá đây. Ủa chỗ đó nó sâu vậy luôn hả? Ủa vậy là khoảng gần 2 mét nước ở rìa bờ rồi hả? Cảm ơn em nha Hoa. Sắm cần để rủ chồng vào đây đi câu.
Được mấy mã rồi? 15 mã hả? Mới được có 700 kg thôi hả? Ngày mai anh Giang ơi, sáng mai em khai trương. Sáng mai bắt đầu từ 7:30 cho đến 9 giờ đêm. Ơi, mã làm tầm 40 kg thôi, nhiều quá nó nhảy ra chết hết cá. Xe cao. Ủa không dứt nữa anh Keo. Đợi em xíu. Hả? Chưa. Hết sức rồi hả? Lan xả. Tắt oxy luôn hả? Có chị Thủy ơi. Có chế biến rồi cũng có mấy cái món phổ biến ở quán nữa. Nè. Anh em vô mà câu cá mà câu ngày thì bạc cơm trưa, có nấu cơm trưa luôn, phục vụ ăn uống, nấu cơm cơm phần luôn. Hồi Châu Sữa chị ơi, ở ngã ba Châu Sữa chạy thẳng vô cuối đường gặp hồ. Chị có đi câu không? Hồ này trước giờ em nuôi cá cho nên em đâu có vô câu giải trí đâu. Hồ này em mới mở, mai bắt đầu khai trương à.
Trước giờ em nuôi cá thịt. À, một suất là 120.000 anh Trung. Rồi cái giấy cân hồi nãy của em là có mang số ký lên không? À, tí nữa so lên coi chênh lệch bao nhiêu. Lần sau đi á cho một người nữa đi. Em xe này em đi có mình em mà. Ý là cho một người nữa đi lên kiểm soát cân chứ không mất công.